băng đòi nợ thuê ở Sài Gòn. Nhận được thiệp mời cưới con gái đầu lòng từ anh Hát, chủ một doanh nghiệp bất động sản uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi mừng ra mặt vì được đại gia để ý. Một buổi tối tháng 10, tôi ngập ngừng bước vào một khách sạn sang trọng trên đường Lý Chính Thắng, quận 3. Các doanh nhân của đất Sài Thành tay bắt mặt mừng. Lẩn khuất sau họ là những gương mặt lạ, hầm hố. Linh tính nghề nghiệp mách bảo, đêm nay có nhiều vấn đề. Phi vụ bảo kê tiền tỷ. Anh Hát dường như đoán biết ý tôi hỏi gì, chặn họng luôn. Anh có rất nhiều chủ nợ và con nợ, số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Mấy hôm trước, khi nhà trai đến xin dâu, đã có một đống bom bẩn làm quà rồi. Vì thế anh cẩn thận thuê hai đám xã hội cho yên tâm. Khi nào xong việc của cháu, anh sẽ kể. Một tuần sau tại quán cà phê vườn trên đường Chuyên Định, quận 1, anh Hát uể oải bước ra từ chiếc Lexus GS350. Theo sau là một người cao to, chừng trên 40 tuổi, xăm trổ rồng phượng kín hai cánh tay. Đây là Trường, em anh. Trường gật đầu chào, rồi lặng lẽ tìm một góc khuất ở quán. Đám cưới của cháu xuân sẻ, anh mất cả tỷ đồng để thuê công ty vệ sĩ, một nhóm anh em của Tài Hà Mã, một nhóm của Trường phát xít, toàn dân Thái Bình, Nam Định, sống dọc vùng Hoàng Hoa Thám, Tân Bình. Thế mà vẫn có chuyện. Em biết Dê ở Trảng Bàng, Tây Ninh không? Tin bạn bè làm ăn lâu năm, anh ôm tòa nhà lớn ở quận 5 suýt soát 200 tỷ đồng, định sửa lại cho thuê văn phòng. Ai rẻ sẽ làm công chứng cầm cố luôn tòa nhà cho đối tác khác. Anh ngọt nhạt đòi, nó trả được gần 50 tỷ đồng rồi lở luôn. Nhờ Tài Hà Mã đòi, chẳng biết chúng nó kéo nhau sang quận 8 nhậu nhạt kiểu gì. Tài quay về bảo, anh ơi, nó là cửa thân thiết với Tuấn Cụt dưới Bình Chánh, em không dám làm. Đến Tài là dân anh chị đất quận 1 mà còn trường mặt thằng này thì Tuấn phải gớm đến cỡ nào. Qua mấy anh em, Hát dò ra lai địch của Tuấn Cụt là sang hồ đất Long An. Tuấn khá thông minh và thường bảo kê tử xa cho các nhóm đánh bạc cá độ. Cuối tuần, hệ thống trên xếp bán tin cho nhau. Ở dưới Cần Giờ hay Bình Chánh có độ lớn, Tuấn tập hợp các con bạc rồi di chuyển sang Đồng Nai, Bình Dương đánh bài trong các ụ nổi đầy cỏ rác giữa sông hay các bè nuôi trồng thủy sản. Sau năm 2000, Tuấn chuyển nghề mua bán đất đai, tổ chức kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ có dịch vụ nhạy cảm và chỉ ra mặt khi có những vụ việc lớn. Khi trước, chùm giang hồ Nam Cam đã từng đưa quân xuống định giành địa bàn, Tuấn khôn khéo nộp tô và khi các băng nhóm xã hội đen hoạt động có tổ chức ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị triệt xóa mạnh, những năm 2002-2003, Tuấn nổi lên là một trong những kẻ bảo kê cho vay nặng lãi khét tiếng ở Bình Chánh. Sau hôm đó, anh Hát gặp Tuấn ở quán Cánh Bổm Xanh, một tụ điểm ăn chơi dưới Hóc Môn thuộc quyền quản lý của đàn em Tuấn. Chưa kịp nghe trình bày, Tuấn nói thẳng luôn, ông thuê thằng Tài đòi, giá anh em nó lấy 2 tỷ. Thằng C nó bảo, nếu tôi khuyên Tài dừng, nó trả tôi 2 tỷ, cho thằng Tài thêm 1 tỷ. Ông bảo, tôi có làm không? Ông cứ tính, nó còn cầm của ông 150 tỷ, nó càng kéo dài chuyện trả nợ, số tiền lãi hàng tháng cũng quá đủ để trả cho việc tôi và thằng Tài ngồi chơi vài tháng. Sau hơn một năm đòi nợ không được, anh Hát trong một bữa nhậu ở khu vực tệ nạn đường Tân Sơn Gò Vấp gặp Trường phát xít, em kết nghĩa của người bạn làm ăn. Trường quê Tiền Hải, Thái Bình, trước đây là dân làm thuê, bốc vác ở khu vực chợ vải Ninh Hiệp, Bắc Ninh. Song do có chất nghĩa hiệp, thấy kẻ đói thì xẻ cơm, nên đám dân ngoại tỉnh quý và nghe lời. Năm 1999, trong một lần tranh mối bốc xếp vải từ Lạng Sơn về, Trường và đám đàn em đánh nhau với giang hồ địa phương. Trường bị thích một nhát dao giữa trán và phiêu bạt vào nam. Góc sân bay phía Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Tân Bình kéo sang Phạm Văn Bạch, Phan Huy Ích, Tân Sơn, Gò Vấp khoảng hơn 10 năm trước là tụ điểm tập kết hàng lậu từ Campuchia về. Trường đứng ra tập hợp anh em và dần dần bảo kê cả khu vực đó. Những khách sạn nhỏ muốn không bị trộm cắp vặt hoặc yên ổn kinh doanh các dịch vụ sông hơi, massage, karaoke ôm đều nhờ Trường. Chẳng biết bằng cách nào mà Trường phát xít đòi được 100 tỷ đồng cho anh Hát. Nhưng đổi lại 2 tháng qua, gia đình anh Hát luôn trong tình trạng lo lắng bởi hàng loạt tin nhắn đe dọa. Cứ cách tuần lại mấy bọc dầu nhất hỏi thăm. Qua tuần kém và mệt mỏi, không biết cuộc sống bao giờ trở lại bình thường, anh Hát than thở. Đường đến giang hồ. Tại quán cà phê trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình, tôi gặp lại Tâm, một anh em của Chiến Hâm ở quận 12. Gương mặt đẹp, trí thức. Lần đầu gặp Tâm, tôi không nghĩ đây là một dân anh chị. Rồi qua câu chuyện của Tâm, những góc khuất của giang hồ đất Bắc dần lộ diện. Tâm sinh năm Kỷ Hợi, từng là học sinh giỏi, một trường ở Hà Nội, đi thi toán quốc gia.
Những tưởng ước mơ đỗ đại học và đi nước ngoài mở ra trước mắt một người sinh ra trong gia đình trí thức thời Pháp. Ai ngờ, chỉ phút giây nông nổi, hai đám thanh niên sĩ gái đánh nhau, Tâm vì bên bạn đánh đến tàn tật một người. Thương con, gia đình đưa Tâm trốn về Hải Phòng và Quảng Bình, nhưng rồi khốn khổ quá, Tâm đầu thú và chịu án gần 4 năm. Ra tù, mong ước hoàn lương của Tâm trở nên khó khăn, không đâu nhận anh làm việc dù chỉ là công nhân. Tâm ít nói, lì lợm vào cuối năm 1990, anh quyết định vào Sài Gòn. Đi học thêm, đi làm kiếm tiền, Tâm may mắn được một doanh nhân người Hoa thu nhận. Thấy Tâm thông minh, biết quản lý kinh doanh, người chủ chuyển anh sang quản lý khách sạn. Cái nếp kinh doanh nhiệt tình, chu đáo của dân chợ lớn, thêm sự sạch sẽ và óc thẩm mỹ của kẻ trai Hà Thành. Khách sạn của Tâm ăn nên làm ra, dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới, sau này cả gái bao luôn hấp dẫn, mới mẻ. Thấy kinh doanh được, Tâm dồn tiền mua hai nhà nghỉ, khu Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, tranh khách Tây với nhiều nhóm bảo kê quận 1. Những năm 1996-1997, nhiều cuộc dằn mặt nhau tranh gái để tổ chức các cuộc bay đêm cho dân chơi Sài Thành, buộc Tâm phải ra Hà Nội tìm anh em. Vài đứa khu Lương Yên, Cảng Phả Đen, Bãi Nghĩa Dũng, tập tành võ vẽ, có máu yên hùng theo Tâm vào Nam. Với những kẻ có lý lịch rõ ràng, Tâm đầu tư mở những quán nhậu giáp danh, sau biến thành các quán chứa gái, luôn phục vụ cánh lái xe đường dài. Với những đứa có vết, Tâm nhờ đám bạn thầu xây dựng, cho đàn em làm thợ hồ, trông coi công trình. Khi cần, ới một tiếng là hội quân nhanh. Đặc biệt, một số đối tượng đến là bắn, tới là chém. Tâm nuôi một đến hai đứa sống trong khu rừng ở Định Quán, Đồng Nai, ở Tân Biên, Tây Ninh hay lên tận Đắk Lắk làm chân coi rẫy cà phê. Bản chất liều lĩnh, lì lợm và sẵn sàng đánh chém không nương tay của đàn em Tâm khiến các giang hồ quận 1 và 5 chùn tay. Cộng thêm sự mở rộng địa bàn của các nhóm dân Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng ở khu Tân Bình, Phú Nhuận, sự chia sẻ quyền lợi mặc nhiên định hình, các nhóm giang hồ hoạt động có tổ chức hơn, từ mở nhà hàng, quán bar đến mại dâm, vũ trường, cờ bạc, tạo nên đường dây trong khu vực mình quản lý. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.